Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ về cái hành trình cũng như là cái quá trình cũng như là những cái khó khăn và những cái điều cần lưu ý khi mà các bạn thực hiện xóa sâm chân mày bằng laser ha. Hiện tại theo mình được biết thì sẽ có hai hình thức để mình xóa sâm chân mày, đó là những thứ nhất đó là xóa sâm chân mày bằng tia laser các bạn, đó là người ta sẽ bắn cái tia laser lên cái chân mày của bạn để cho cái màu mực nó sẽ bay đi ha. Và cái hình thức thứ hai đó là xóa sâm chân mày bằng dung dịch, tức là người ta sẽ thoa một cái kem dung dịch xóa sâm lên cái chân mày. Thì cái hình thức mà phổ biến nhất hiện nay cũng như là người ta đang áp dụng đó là xóa sâm chân mày bằng laser. Chính vì vậy mà mình đã quyết định là mình sẽ xóa sâm chân mày bằng laser. Thì cái quá trình nó sẽ như thế nào thì mình xin được phép chia sẻ cho các bạn trong cái video này. Thì mời các bạn cùng xem nha. Rồi, tôi bây giờ người ta vô đang chạy máu nhiễm trùng bây giờ. Rồi bây giờ là mình đi về đi ngang cầu Bình Lợi để các bạn. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì đó, bây giờ là hồi nãy là mình mới đi từ thành phố về, là mình mới xóa sâm chân mày bằng laser xong ha. Thì đây là cái cách mà bảo vệ trên cái đường đi về ha, từ Hồ Chí Minh đi về Bình Dương. Mình chạy bằng xe máy cho nên là phải làm như thế này để cho bụi đừng có vào. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra đó. Lấy một cái khẩu trang. Wow. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh ha. Tại vì do mình máu loãng các bạn, cho nên là nó chảy máu rất là nhiều. Ok. Và bây giờ gồm có là nước muối, nước muối sinh lý. Cô sinh lý xong rồi, bông gì ta, bông tẩy trang này, hoặc là bông gòn này. Cái lần này hơi bị nhiều quá cho nên bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Wow. Không nghĩ là nó chảy máu nhiều đến vậy luôn các bạn. Thì lúc sáng á, lúc sáng trước khi mình đi á, khi mình đi làm á, thì mình mua cái thuốc giảm đau rồi cái thuốc sưng á, để cho đừng có bị viêm, bị nhiễm trùng á. Đó, mình đã uống trước khi làm cái này rồi, tức là bắt đầu làm mình đã uống thuốc rồi. Xíu nữa mình ăn cơm mình sẽ uống. Máu máu mình rất là loãng các bạn. Đó.
Bây giờ nó vẫn còn chảy máu các bạn. Đây. Và cái này á, cái này theo người ta nói các bạn, thì theo cái người mà làm laser cho mình á, thì cái chị này nói là y như là tùy người thì nó sẽ không có chảy máu nhiều như mình đó các bạn, tại vì mình là máu loãng ha. Và người ta sẽ bắn laser, người ta sẽ bắn laser và bắn laser xong rồi cái mình phải vệ sinh trước. Đây, cái bông tẩy trang à, tức là tùy theo cơ địa, nhưng mà lo do mình máu loãng các bạn, máu loãng quá cho nên là nó sẽ như thế này đây. Đó. Bắn laser là nó sẽ làm một cái mài, nó làm một cái mài ở lớp ngoài các bạn, như là sẽ làm, nó sẽ làm bị đau á, nó sẽ làm bị đau ở lớp ngoài, rồi sau đó thì đau á. Bây giờ mình phải cầm máu trước. Mình phải chùi cái xung quanh trước rồi, tại vì đi nãy giờ bụi á. Mình sẽ làm một cái lớp mài ở bên ngoài ha, y ở bên ngoài da đó, nhưng mà dạng là cơ địa của mình nó bị loãng, khá là loãng cho nên là đụng tới là nó sẽ chảy máu liền luôn. Đó. Và cái lần này là mình làm là lần hai các bạn, cái lần thứ hai, cái lần thứ hai cho nên là lần đầu, lần thứ hai cách lần đầu là một tháng, tức là một tháng trước mình đã làm, xong bây giờ nó kéo cho non ra đó. Bây giờ làm lần thứ hai thì cái nguy cơ nó chảy máu sẽ rất là cao, tại vì cái da non các bạn. Là nó sẽ chảy máu nhiều hơn cái lần trước. Cái lần trước là khi mình về tới nhà là nó đã không chảy máu nữa rồi, nhưng mà bây giờ mình về tới nhà sau một tiếng đồng hồ nó vẫn còn, nó còn chảy máu đó. Thì thêm nói đó là theo cơ địa của mỗi người đó, những cái người bình thường thì người ta sẽ rướn máu một ít thôi, sau đó thì người ta sẽ hết, còn mình là dạng là loãng máu cho nên là nó sẽ chảy máu rất là nhiều, cho mình phải cầm máu đó. Thì người ta sẽ làm một cái lớp mài ha, tức là một vết thương á. Khi mà cái vết thương đó nó lành, nó sẽ tróc cái, nó sẽ bong cái mài ở bên ngoài ra và nó sẽ kéo da non ở bên trong. Khi mà các bạn xăm phun cũng như vậy luôn, nó sẽ bị làm tổn thương cái da và sau đó nó sẽ làm cái mài và nó sẽ lột cái mài bên ngoài ra ha. Thì khi mà bạn phun xăm lột cái mài ra ở ngoài ra thì nó sẽ cũng kéo da non và đồng thời cái mực nó thấm vô cái da. Thì nó, khi mà các bạn mở cái tróc cái mài ra, cái mài nó sẽ cũng có một cái mực ở bên ngoài, cho nên là khi mà các bạn gỡ cái mài ra thì nó sẽ có một cái lớp mực ở trong á, mực ở trên chân mài á, nó sẽ lọt hơn so với cái thời gian mình mới làm á, thời gian mình chưa có tróc đó. Và tại vì mình vệ sinh ở bên ngoài trước và nãy giờ đi bụi nè. Cái này biết sao các bạn, người ta kỵ nước y là không có tiếp xúc với nước ở vết thương, tại vì nó sẽ dễ bị nhiễm trùng á, cho nên là mình sẽ đâu có rửa mặt đâu, chỉ dám
đó. Bây giờ mình chỉ dám vệ sinh xung quanh cái khu vực đó trước cho nó sạch, sau đó mình sẽ vệ sinh vô cái vết thương đó. Tại nãy giờ đi rất là khá là bụi, mà bên ngoài cũng dơ hèm luôn á đó. Đó, cho nên mình sẽ vệ sinh ra ngoài trước. Bắn laser các bạn, trước khi bắn người ta sẽ bôi kem kem gì ta, bôi kem ủ tê các bạn, để cho nó tê khi mà các bạn bắn nó không bị đau á. Hồi nãy mình ủ tê 30 phút đó, thì mình sẽ để cái hình cho, để đi cái mình chụp cái hình đó mình sẽ để các bạn xem. Tại vì khi người ta bắn laser người ta không có cho quay video, cho nên là mình không có quay video lại cho các bạn đó. Các bạn thấy cái mắt mình nó sưng lên rồi đó ha. Xong rồi mình chỉ chụp hình cái ủ tê thôi. Sau khi ủ là người ta đã bắn nắng, mà bắn mà mình sẽ nghe nó khét cái da với là cái lông ấy, nó cháy đó, nó sẽ bị khét đó. Và mới lần đầu tiên mình bắn mình cũng rất là hoang mang các bạn, tại vì khi mình bắn xong mấy bữa sau mình thấy chân mày của mình nó bị trắng hết, y nữa bị cháy đó, nó bị cháy ra mày luôn. Tại vì cái đó là còn cái tia nó gây tổn thương đó các bạn. Xong nó bị cháy lông mày, nó bị cháy lông mày luôn. Xong rồi cái mình hoang mang quá, mình nói mình nhắn cho cái chị ở cái bên làm á, làm cho mày á, hỏi ủa sao chị cứ vấn em là nó không có bị cháy, không bị gì hết nè. Cái chị đó nói là yên tâm đi, lông mày này, lông mày nó sẽ mọc ra. Và thật các bạn, lông mày khi mà vết thương nó lành á, nó tróc da rồi đó, thì nó sẽ mọc cái lông mày ra. Thì cái vết thương của mình nó sẽ kéo da non và nó sẽ lành lại, nó thành cái da non. Cho nên là khi đó là một cái vết thương, cho nên là mình phải kỹ lưỡng khi mà mình chăm sóc cũng như ăn uống. Tại vì cái này nó không có cho đụng nước, cho nên là mình chỉ vệ sinh với lại nước muối sinh lý thôi. Đó, mình chặn vô bông gòn và mình vệ sinh cái vết thương cho nó không có bị nhiễm trùng. Và cái đồng thời mà mình bị chảy máu, bị đau sưng nhiều như thế này á, là mình phải uống thuốc cho các bạn thì nó sẽ mới không có bị nhiễm trùng đó. Thuốc này khi mà mình tới nhà thuốc á, mình nói như này nè đó, để làm chân mày bắn nó bị chảy máu, sưng nó đau thì đó, người ta sẽ bán thuốc cho mình đó. Thì mình mua 2 ngày các bạn, mua 2 ngày. Thì còn đối với thức ăn á, thức ăn thì khi mà vết thương thì các bạn phải cử những cái thức ăn nó bị sẫm màu, vết thương nó bị lòi thịt đó. Khi mà nó chưa kéo cho non mà các bạn ăn những thức ăn đó như là tôm, cá, hải sản, rau muống đó, những cái đó, rồi những cái mà nó bị sậm màu như là cà phê rồi đó, không được sử dụng. Khi nào mà các bạn vết thương nó lành, nó kéo da non, nó bị tróc, nó tróc cái vết thương ở bên ngoài ra rồi đó, thì các bạn nhưng mà tốt nhất các bạn nên cử 2 tuần, tại vì vết thương này nó sẽ lành sau 1 tuần nó sẽ lành, nhưng mà bắt đầu nó sẽ hình thành những da non, cho nên là các bạn cử những thức ăn đó tốt nhất là 2 tuần ha. Đó, tốt nhất là 2 tuần. Ok, bây giờ là mình lau xong cái mặt của mình rồi đó, bây giờ mình sẽ lau vết thương. Bây giờ không biết làm sao cho máu cầm nữa nè. Đây, mình sẽ lấy cái bông tẩy trang. Bông tẩy trang này nó không có được tốt các bạn, cho nên khi mình lau lên á, xong rồi nó bị tróc, nó bị bông, nó bị sừ cái bông ra ngoài đó. Còn những cái loại mà tốt các bạn lau nó phải không có bị sừ. Đây, khá là nhiều đó, rồi phải cử. Và cái điều nữa đó là đây, sau tức là bữa nay mình làm, ngày mai hoặc là ngày mốt mình sẽ xức cái này lên. Đó là cái này là The Matic để mà nó liền sẹo các bạn. Cái này là của Mỹ, các bạn mua loại của Mỹ ha. Cái tiếp nhỏ xíu vậy mà mình mua hình nhiều bữa là 200 mấy, 210.000 hay bao nhiêu á. Mình mua ở nhà tiếp thuốc lớn luôn các bạn. Em không biết sao nó cầm máu được đây nữa. Đối với những vết thương mà nó như thế này, nó không cầm máu các bạn, thì
theo kinh nghiệm của mình thì các bạn không nên chùi mạnh qua giày, mình chỉ được chậm chậm thôi, chậm 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 như thế này nè. Đó thì nó mới đưa cầm máu, còn các bạn cứ lau lau như này như là vết thương nó sẽ bị tác động nhiều rồi nó sẽ không cầm máu, cứ máu cứ chảy ra hoài vậy luôn á. Đó. Thì khi bắn nó sẽ bị đỏ lên như vậy các bạn. Đó. Rồi đây là nó sẽ nó thành cái mài á, muốn nó thành một cái mài. Rồi vệ sinh hình cứ vệ sinh thường xuyên ha, bằng nước muối sinh lý. Với lại cái tay các bạn, cái tay mình cũng như là khi mình vệ sinh đáng lẽ mình phải có cái băng tay, tại vì khi cái tay á, mình rửa nhiều khi nó sẽ mình đụng những vật dụng nó sẽ không có sạch á, rồi chùi lên nó sẽ dễ bị nhiễm trùng á. Nhưng mà ý là mình sẽ để ngoài đây mình không có đụng vô cái cục đó ha. Chút rồi mình sẽ lấy một cái bông gòn bình lên luôn. Mình chỉ dám chùi ở mé trên mé dưới thôi, không dám chùi hẳn vô đó, cho nên là khi tắm rửa đâu là không có để nước, không có để nước nó nhiễu vô đây. Ok, và bây giờ mình sẽ lau một chậm khô lại, chậm bông gòn khô ha, sau đó mình sẽ băng lại. Mình băng bằng bông gòn, mình nghĩ là băng bằng bông gòn nó sẽ hay hơn. Ăn uống là cử những cái món mà bị như mình nói lúc nãy là nó bị lòi thịt á, bị sẹo lòi á, chứ mình ăn nó bị lòi thịt lên á, nó kéo cho non lên là bị lòi thịt á. Cá, cua, tôm, tép gì đó, nói chung hải sản, rồi rau muống, tương, đó, nói chung là mình ăn kỹ xíu. Rồi bây giờ mình sẽ băng lại xíu đi, cho nó khô khô xíu rồi bắt đầu mình tháo ra. Tại vì khi mà cái này mình không có được băng cho bít các bạn, bít là nó bị ủ hơi trong đó, nó sẽ bị dễ bị nhiễm trùng, đó cho nên là mình sẽ băng ấy thôi. Băng tạm lại ha. Mình sẽ làm cho nó cầm máu
sau khi nó cầm máu thì mình phải lấy ra liền, không có để cho nó ủ, nó ủ vô trong đó. Nên mình sẽ làm món mòn khô ha. Rồi mình sẽ lấy cái gạt để cho nó mòn mòn nó nằm xuống nè. Rồi mình sẽ băng lại. Đây mình có mua cái băng luôn. Hồi nãy cái chị kia băng giùm mình rồi. Để mình đi về á. Tại nếu mà không băng á, không băng đi về tới nhà là chắc nó chảy máu ra tùm lum luôn á. Để miếng gòn che lại. Nói chung là giờ nó cũng không còn đau nhiều các bạn, chủ yếu là nó ok. Rồi cái này chắc phải 15 phút là mình sẽ tháo ra để cho nó hả hơi ra, nó không có bị ủ hơi vô đó. Ok, và một đống bông gòn. Ok, và bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi, sau đó là mình sẽ ăn cơm và mình sẽ uống thuốc giảm đau vô nữa. Và mình sẽ tiếp tục review những cái ngày sau đó cho các bạn cùng xem ha. Tại vì cái combo của mình á, tức là mình sẽ xóa xăm bằng laser trong vòng 3 lần, mỗi lần là cách nhau 1 tháng. Tại vì khi mà nãy mình đã nói rồi các bạn, khi mà nó có vết thương như thế này á, là nó phải cần có thời gian để nó liền vết thương và nó kéo da non, thì sau 1 tháng thì người ta mới làm lại được ha. Khoảng nửa tiếng, chắc chưa tới nửa tiếng gần đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Đó, bây giờ mình tháo ra để cho nó hả hơi á. Wow, nó vẫn chưa bây giờ nó khô rồi các bạn, da nó dính nè. Sợ nhất là cái khâu mà gỡ gì á, đau lắm. Nó dính bông gòn vô á. Đó, mình gỡ được một bên này ha.
Vâng, bây giờ mình sẽ thấm cái này ha. Chiên cái muối sinh lý vô để cho nó mềm á, nó mềm lại xong rồi mình mới lấy bông gòn ra được, chứ là nó dính cái bông gòn vô em. Đó, bây giờ mình thấy nó nè, nãy giờ bông gòn ra bằng miếng, bây giờ nó thấy nó hơi rướm rướm máu rồi các bạn, nhưng mà không sao. Bây giờ mình sẽ chậm lại một lần nữa và xong nha. Sau đó mình sẽ để im cho nó tự đông lại nha, tự lành, nó tự cầm máu lại ha. Mình sẽ không có đụng vô nữa, tại vì khi mà các bạn đụng vô, kè đụng vô thì nó sẽ bị động cái vết thương á đó. Ok, và bây giờ mình sẽ để cho nó khô, rồi sau khoảng chắc khoảng 2 tiếng hoặc là 1 tiếng là mình sẽ rửa nó muối lại một lần nữa ha. Thì hôm nay là ngày thứ hai mà mình đã làm laser cái chân mày ha. Đó là ngày thứ hai, bây giờ là thấy con mắt mình nó đã bị sưng lên. Đó, nó bị sưng lên nè. Mặc dù là mình sáng mới uống thuốc nha. Sáng mới uống thuốc để cho nó đỡ sưng á. Đỡ sưng với là đỡ nhiễm trùng á. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh, tức là sau mỗi 2 tiếng hồi thì các bạn nên vệ sinh ha, thì nó sẽ tốt hơn. Thì lúc sáng mình đã vệ sinh rồi thì bây giờ mình lại vệ sinh thêm lần nữa, tức là lau á, lau cái chân mày với lại nước muối sinh lý nè. Đó, cái ngày thứ hai thì nó khá là còn sưng hết các bạn đó. Bây giờ mình sẽ cái chân bệnh vô là vẫn còn nghe rác. Đó. Đây, mình sẽ lược lại. Bên đây thì mình lao mình nó không cần nghe đau, nhưng mà bên đây là nghe cái chỗ cái đầu này nó bị đau. Cho nó dễ lâu các bạn, miếng nước muối sinh lý cũng còn khá là ráng, im nó bị giọt da đó, cho nên là mình cũng lau nhẹ nhàng thôi, mình không có lau mạnh đó. Thì bây giờ mình sẽ lau ở bên trên và bên dưới của chân mày. Chấm sạch hết các bạn.
May mà uống thuốc mà nó còn sưng như thế này á. Nếu mà không uống thuốc mà nó sẽ bị bầm. Đối với mình á là không uống thuốc nó sẽ bị bầm lên, nó bị bầm lên, bập lên luôn, bập con mắt lên luôn rồi. Ok, thì cái cách chăm sóc thì như vậy hả các bạn. Thì ngày hôm qua mình cũng gội đầu, nhưng mà gội nó để không cho bị nước nó rớt xuống cái chân mày á. Rồi sau đó thì mình cũng rửa mặt, mình rửa ở đây thôi, mình rửa mặt bằng xà bông, rửa từ con mắt cho xuống. Còn trên đây thì mình sẽ nhúng bông gòn với lại là nước muối sinh lý để mình vệ sinh ở trên trán rồi xung quanh thái dương rồi kia, rồi sau đó mình sẽ vệ sinh lau cái chân mày. Ok, và ngày mai mình sẽ tiếp tục review cho các bạn cái ngày thứ ba nó sẽ như thế nào ha. Cái hôm nay là ngày thứ ba từ cái ngày mà mình làm cái laser ha, đây là ngày thứ ba ha. Thì cái tình trạng chân mày của mình là bây giờ hiện tại nó đã khô lại rồi, nó sẽ săn cái da lại rồi đó. Thì bây giờ là tới cái quá trình mình nó lành đó. Thì bây giờ mình sáng sớm là mình sẽ vệ sinh trước, sau đó là hôm nay mình sẽ bôi cái kem Dermatic lên để cho nó liền thẹo á đó. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh với lại nước muối sinh lý như thường ngày ha. Đây là cái cách chăm sóc cũng như là vệ sinh đó. Mình sẽ lấy bông tẩy trang ha và nước sinh lý. Mình sẽ vệ sinh cái trán trước. Với lại là ngày hôm qua nay thì mình vẫn uống thuốc, tức là mình uống 2 ngày ha, mình uống 2 ngày thuốc. Thì hôm nay còn 2 buổi buổi sáng với buổi chiều nữa. Tại ngày hôm qua là mình uống có 2 lần thôi, nên là nó còn dư ra 1 lần đó. Thì nói chung là của mình là nó bị lỏng máu quá, cho nên là nó sẽ dễ bị nhiễm trùng, cho nên là cần phải uống thuốc vô như vậy để cho nó nhanh cầm á, nhanh hết tất cả, nó hết bị sưng á. Đó thì bây giờ mắt của mình nó đã không còn sưng nữa rồi, cái khúc này nó đã sẹp bớt rồi ha. Thì bây giờ chủ yếu là mình cứ vệ sinh, sau đó là mình thoa kem lên để cho nó liền thẹo, nó kéo da non nó liền thẹo. Thì thường các bạn khi mà mình bắn laser để xóa xăm chân mày thì nó sẽ trổ ra màu đỏ các bạn, nó sẽ trổ ra màu đỏ ha. Tại vì khi mà các bạn mà làm chân mày á, các bạn điêu khắc hoặc là phun á, thì lâu ngày nó sẽ trổ màu ra, tùy theo cái mực mà người ta pha. Tại mình hỏi cái chị mà làm laser cho mình, nó hỏi tại sao hồi trước là mình là điêu khắc xong rồi sau đó là khoảng 1 năm mấy là bắt đầu nó trổ ra, nó thành màu đỏ. Cái chị đó nói là tại vì người ta pha mực các bạn, và khi cái mực nó bay á, cái mực nào nó nhiều, nó pha màu nhiều á, ví dụ màu đỏ người ta pha nhiều thì nó trổ ra, nó sẽ là màu đỏ ha. Nhưng mà khi mình bắn như thế này nè, đó nó cũng trổ ra màu đỏ. Chung là mình phải cũng lau nhẹ nhàng thôi. Lau sạch xong đó là mình mới thoa kem lên được nha các bạn.
bây giờ mình sẽ thoa cái kem liền thẹo vào ha. Thì hồi lúc tối mình ngủ mình cũng nghe nó hơi ngứa ngứa ở đằng sau cái chân mày các bạn. Mình cũng nghe ngứa ngứa rồi. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ thoa cái tip này lên. Đây là liền sẹo dermatic ha. Như bữa mình đã giới thiệu rồi đó, thì bây giờ mình sẽ thoa lên. Cái này nó rất là ít, hồi bữa mình xài lần trước á, mình laser lần đầu á, là mình đã mua và mình xài. Không biết bây giờ nó còn không nữa. Đây, nó rất là ít nè các bạn nè. Rất là trong suốt ha. Ok, và bây giờ mình sẽ thoa lên. Khi mình thoa thì các bạn nên xài cái tăm bông á, tăm bông để mình thoa lên cho nó vệ sinh nha. Tại mình quên đi mua cái tăm bông rồi cho nên là xài cái tay luôn. Lấy cái tay thoa lên, nhưng mà cái tay nó sẽ dễ bị nhiễm trùng á, cho nên các bạn nên rửa tay kỹ trước khi bạn làm ha. Hồi nãy mình mới rửa xịt cái nước muối sinh lý vô cái tay. Đó, giờ mình rờ lên mình nghe nó săn cái da lại nữa, cái mày bắt đầu nghe nó cứng nè các bạn. Đó, ok, và bây giờ mình xong rồi ha. Thôi xong thì nói chung là nếu mà các bạn không có cái việc mình đi ra ngoài thì các bạn nên ở nhà để mình cho nó không có bị tiếp xúc với lại bụi rồi đó, thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bạn có việc mà các bạn phải đi ra ngoài, các bạn nên che chắn kỹ lưỡng ha, để cho nó không có bị dơ bụi bám vào ha. Thì hôm nay là ngày thứ tư ha, kể từ ngày mình xóa xăm chân mày bằng laser đó, thì cái tình trạng chân mày bây giờ thì nó đã khô lại rồi các bạn. Nó săn lại cái chỗ cái mày, nó săn lại, cho nên là cảm giác là nó săn miếng ha. Khi mà mình nhíu chân mày hay này kia là mình cảm giác nó săn lại đó, đồng thời nó cũng khô ha. Và mình đã uống thuốc giảm đau rồi xong rồi, cho nên là hôm nay không uống nữa. Thì bây giờ mình vệ sinh chân mày và sau đó là mình thoa cái kem dưỡng lên ha. Và cảm giác là cái chân mày nó ngứa rồi các bạn, nghe nó ngứa tại vì nó đi là chuẩn bị nó gỡ tróc mày á, tại vì nếu mà cái ngày thứ tư rồi thì nó sẽ tróc bắt đầu từ ngày thứ năm, theo mình nghĩ là bắt đầu ngày thứ tư, nhưng mà tùy theo cơ địa mỗi người nhé. Đó, có người ta sẽ tróc hành mãn các bạn, nhưng mà mình hay chùi vậy nè, thì những cái lớp tróc á, nó cũng sẽ bám theo cái này luôn nè. Các bạn có thể thấy nó tróc nè ha, cái mảng đen đen là nó tróc dần rồi đó. Khi mình vệ sinh như này là mình đã thấy nó tróc rồi đó. Khi mà y như là bình thường á, mình thức á, thì mình sẽ không có, y là mình biết là không có ngứa, là mình không có chạm tay mình gãi ha. Nhưng mà khi mà tối á, tối mình ngủ nhiều khi mình ngứa rồi mình lấy mình quơ đại, thì đó là mình là thì không có nói được. Nhưng mà các bạn cố gắng không có gãi nha, chạm tay vô gãi thì nó bị tróc cái mảng bự thì nó sẽ rất là đau ha, đau thì nó sẽ làm mài lại đó. Đó, bây giờ thì mình lau thì nó không có còn nghe đau nữa các bạn, mà nó chuyển theo nghe ngứa ngứa rát rát, ở ngoài mới hơi rát mà nó
nên nó ngứa nhiều hơn ha, cảm giác là chân mày nó bị ngứa nhiều hơn đó. Rồi cái quá trình là mình vệ sinh là ok rồi, thì bây giờ tới cái khâu mà mình sẽ thoa cái kem ha. Thì ở đây mình có hai loại như bữa trước mình nói ha, đề ma tiết. Cái đề ma tiết này sắp hết rồi, cái này thì nó là liền sẹo nha, nhưng mà bây giờ là mình mấy ngày hôm qua hôm kia là mình đã xức cái đề ma tiết, nhưng mà bây giờ mình chuyển sang cái này các bạn, cái này rất là thần thánh ha. Cái này làm bằng đu đủ á các bạn, làm bằng đu đủ ha. Thì cái này rất là hay, mình sử dụng cho môi luôn. Thì cái này là mình thấy nó tốt cho mình sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn luôn ha. Đó, thì các bạn có thể tìm mua ở những cái shop mỹ phẩm hay là những cái chuyên về lotion, mấy cái đồ make up hay là mấy cái dưỡng da đồ á ha, cái shop chuyên dụng á, và có thể là mua ở siêu thị lớn nha. Tại cái này là hàng không phải hàng Việt Nam hết các bạn, không phải hàng Việt Nam. Ok, thì bây giờ mình sẽ xức cái này lên ha. Cái này á là có thể xức môi nè, môi mình bị khô, ví dụ hôm qua bị khô đúng không, là tối hôm nay mình đã tối ngày hôm qua là mình đã xức rồi, sáng hôm nay là bắt đầu là cái lớp mà cái môi á, cái lớp mà nó cái da bị bong ra các bạn, nó mềm và mình có thể mình lấy cái khăn mình lau qua luôn, đó là nó sẽ bong ra luôn, rồi nó sẽ làm cái da mới nó rất là mịn màng ha. Đó cho nên là mình xức cái chân mày luôn ha, rất là tốt, nó rất là nhanh lành ha. Đó mình sử dụng cho môi và chân mày, đó mình sử dụng. Cái này nếu mà các bạn mua thì như là khoảng 100 mấy á, xài rất là lâu các bạn. Cái này nè các bạn để dành xài cho những cái mùa lạnh nè, môi rồi đó hay khô nước nẻ, các bạn chỉ xức một lần là sáng hôm sau là các bạn đã cảm thấy là có hiệu quả rất là nhanh liền, nó không còn bị đau rát nữa. Đó, mình xức lên. Đó, tối mình đi ngủ mình sẽ xức lên luôn ha. Ngủ luôn, sáng bắt đầu dậy rửa mặt rồi tắm rửa rồi bắt đầu vệ sinh cho mày lại. Rồi bây giờ mình sẽ xức môi luôn, dưỡng môi luôn. Tại vì hôm nay môi mình cũng hơi khô. Đó các bạn có thể nhìn thấy là nó bị tróc da. Các bạn có thể tróc cái tóc da không? Ngày mai là nó sẽ cái da đó nó sẽ bong ra, nó bong rất là nhẹ nhàng, rất là mềm các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ 5 kể từ ngày mà mình làm cái laser chân mày, xóa xăm ha, xóa xăm chân mày ha. Thì đó thì bây giờ thì mình sẽ vệ sinh chân mày. Và hôm nay cái chân mày nó đã khá là khô rồi các bạn ha, khá là khô rồi, nó mình cảm giác là nó rất là ngứa đó, đó và nó bắt đầu là tróc á, nó tróc cái khúc này hồi sáng mình lau á là nó bị, nó tróc cái mài ra cái chỗ này rồi đó, cho nên các bạn sẽ thấy ngay cái đó nó không có cái mài nữa đó, nhưng mà cái màu thì nó vẫn còn là đỏ ha. Nói chung rất là ngứa các bạn, muốn lấy cái tay gãi lên luôn á, nhưng mà phải kìm lại. Thì ngày thứ năm thì bắt đầu nó đã lành và bắt đầu tróc rồi hả các bạn. Đó, chân mày tróc. Đây, khi mình lau là nó, các bạn thấy là nó có tróc rồi nè. Đó.
À, thì đây là cái chân mày mà sau 9 ngày mình laser thì nó chân mày nó sẽ như này các bạn. À, thì đây là chân mày mà mình không có sức cái gì hết ha. Đó. Thì nó đã khá là mờ và bây giờ nó đã lành rồi thì cái phần lông chân mày thì nó bị cháy, nó bị đứt ra các bạn, nhưng mà không sao các bạn. Một tuần sau nó sẽ mọc ra ha. Đó. À, thì nhưng mà chỉ mới khoảng 9 ngày, 10 ngày thôi thì cái khi mà các bạn đi ra ngoài các bạn vẫn nên là xức cái kem để cho nó dưỡng cái da non á. Đó. Để nó với lại mình phải chống nắng để cho nó đừng có bị ánh nắng á chiếu vào thì nó sẽ bị dễ bị sậm màu ha. Ok, và bây giờ mình sẽ vẽ cái chân mày lên để xem nó như thế nào ha. Ok, để mình xíu nha. Đây, mình sẽ có một cái bút để mình vẽ lên. Mới vẽ xong cái chân mày của mình bằng cái bút vẽ chân mày ha, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy là sẽ tự tin hơn khi mà mình đi ra ngoài, như là mình đi chơi hay là mình đi làm hay là cái gì đó, là mình sẽ tăng lên một cái nét, một cái sự tự tin cho bản thân mình hơn ha. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video về cái hành trình mà mình xóa xăm chân mày bằng laser. Và đây là cái kết quả sau 9 ngày mình đã thực hiện xóa xăm chân mày bằng laser ha. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình, và hy vọng là các bạn sẽ như là sẽ hiểu thêm về cái xóa xăm bằng laser và sẽ không có bị hoang mang, cũng như là sẽ nắm được cách mà để mình chăm sóc cái chân mày sau cái quá trình mà mình làm laser như thế nào ha. Và hy vọng là các bạn sẽ thích cái video của mình và các bạn đừng quên cũng như là subscribe cái kênh YouTube của mình, cũng như là thường xuyên để theo dõi cái video của cái YouTube của mình á, để mình có động lực để mà mình làm thêm những cái video mới hữu ích hơn để cho các bạn cùng xem ha. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều, và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Okay, see you later.